nhận định soi kèo bóng đá Arsenal với Tottenham, 23 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3, vòng 28 ngoại hạng Anh. Tottenham đối đầu với đối thủ khó chịu Arsenal nhằm duy trì cuộc hồi sinh gần đây, thắp lại hy vọng cho suất dự Champions League của họ. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tottenham đã ngã 4 bàn vào lưới đối phương ở 3 trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Sự bùng nổ của hàng công giúp họ chỉ còn kém 4 điểm so với Chelsea ở vị trí thứ 4 ngoại hạng Anh và có một trận chưa đấu trong tay. Đối với pháo thủ, vô địch Europa League có thể là hy vọng tốt nhất của họ để giành lấy một suất tham dự Champions League. Họ đứng ở giữa bảng xếp hạng, nhưng Mikel Arteta không cam tâm để Arsenal có mùa giải đầu tiên không dự cúp châu Âu kể từ giai đoạn 1994 đến 1995. Tottenham tiến đến trận đấu trên sân Emirates sau 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng Arsenal lại đang có thành tích sân nhà đặc biệt mạnh trong các trận derby Bắc London. Gareth Bale dường như đã tìm lại phong độ của mình, góp công vào 6 bàn thắng trong 4 lần ra sân gần nhất ở Premier League, 4 bàn, 2 kiến tạo. Cầu thủ người xứ Wales có nhiều bàn thắng vào lưới Arsenal năm hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League. Nhưng Mikel Arteta sẽ quyết tâm có điểm đầu tiên trước Spurs sau 2 trận thua liên tiếp trước những người hàng xóm của Arsenal kể từ khi ông cầm quân. Dự đoán tỷ số Arsenal 2-1 Tottenham.